Hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc do Sở Thương mại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinesat đồng tổ chức vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội ICE Hà Nội. Hội chợ năm nay có sự tham gia của 260 doanh nghiệp đến từ Quảng Đông, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc và Việt Nam. Tại hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam đã gặp gỡ trực tiếp các nhà sản xuất Trung Quốc trao đổi về nhu cầu hợp tác trên nhiều nhóm ngành hàng và lĩnh vực được trưng bày tại hội chợ gồm máy móc, thiết bị điện, điện tử, công nghệ LED và chiếu sáng, vật liệu xây dựng và nội thất, thời trang, đồ gia dụng và thực phẩm, sản phẩm công nghệ và phụ kiện. Đáng lưu ý, tại hội chợ lần này có trên 3.000 nhà mua tiềm năng được mời đến sự kiện thông qua chương trình kết nối giao thương trực tiếp nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng cho sự hợp tác của hai bên. Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Quảng Đông đạt hơn 37 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tính đến cuối năm 2018, Quảng Đông đã đầu tư tổng cộng 250 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường đầu tư lớn nhất của Quảng Đông trong khối ASEAN. Sự kiện diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc tại Việt Nam nhận được sự ủng hộ tích cực từ Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Phát triển Thương mại Hồng Kông, Viện xúc tiến thương mại và đầu tư Macau, Phòng thương mại Hồng Kông Việt Nam.